Cô Trần mỉm cười, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý muốn, bởi vì sớm tại cho nữ tử chữa thương thời điểm, hắn liền biết thân phận của nữ tử. Kỳ thật lúc ấy vẫn là hệ thống nhắc nhở hắn, không phải vậy hắn còn thật không biết nữ tử thân phận, dù sao hắn lúc ấy cứu nữ tử, là bởi vì nữ tử là ứng thiên thư viện nhân tài cứu, đến mức thân phận, hắn hoàn toàn không thèm để ý. Hệ thống nói cho hắn biết lúc, hắn vẫn là rất kinh ngạc. Duyên phận quả nhiên là tuyệt không thể tả. Chỉ bất quá nữ tử giống như còn không biết Tô Trần thân phận, nếu là nàng biết lại lại là biểu tình gì đâu. Dù sao Tô Trần bây giờ còn chưa dự định nói cho nàng. U Nguyệt mở miệng nói, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi biết ta? Tô Trần khẽ lắc đầu, mỉm cười nói, không biết ta chẳng qua là cảm thấy, cái tên này rất êm tai. Nghe vậy, U Nguyệt trên mặt không khỏi hiện ra một vệt đỏ ửng, ngượng ngập nói, cám, cám ơn. Tô Trần cười nhạt một tiếng, tốt, tiếp lấy đi đường à. U Nguyệt gật một cái, sau đó liền đi theo Tô Trần tiếp tục hướng ứng Thiên thư viện phương hướng đi đến. Hai người sóng vai đi lại, U Nguyệt thần sắc hơi có vẻ do dự, nghĩ nhắc tới chút, nhưng cũng không biết như thế nào mở miệng. Tô Trần chú ý tới U Nguyệt cảm xúc biến hóa, liền hỏi, thế nào? U Nguyệt do so dự một chút, sau đó nói, ta đang nghĩ, ta ứng nên ngươi xưng hô như thế nào, bảo ngươi tiền bối đi, nhìn ngươi trẻ tuổi như vậy lại không thích hợp, cái kia gọi tên ngươi đi, cái này lại không quá tôn kính. Tô Trần mỉm cười nói, liền gọi tên ta liền có thể. U Nguyệt trừng mắt nhìn, ngươi làm sao tốt như vậy nói chuyện. Trước kia ta đã thấy những cái kia tiên đế, trừ ta sư tôn cùng tiết nhã phó viện trưởng, cái khác tiên đế từng cái chảnh quá đấy. Tô Trần dễ nói chuyện. Nếu là nàng biết Tô Trần trước kia đã làm sự tình, đoán chừng sẽ không như thế nói. U Nguyệt lúc này tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó đột nhiên hỏi. Đúng rồi, ngươi đến ứng thiên thư viện làm gì nha? cũng đừng nói với ta là tới tham gia đệ tử khảo hạch, vậy quá giật. Tô Trần cười nhạt nói, liền đi xem một chút. U Nguyệt Hồ nghi nói, chỉ thế thôi. Tô Trần suy nghĩ một chút, còn có một ít chuyện khác phải xử lý. U Nguyệt gật một cái, nàng liền biết Tô Trần đi thư viện khẳng định không phải đi nhìn xem đơn giản như vậy, có điều nàng vẫn rất có phân tắc cảm giác, không có quá nhiều hỏi thăm Tô Trần đi thư viện mục đích. Ứng ừ thiên thư viện, sưng sững tại mây mù lượn lờ ở giữa, kỳ danh truyền xa, phóng nhãn cả tiên giới, đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Bởi vì tòa này thư viện từng bồi dưỡng được rất nhiều cường giả, mà tại những cường giả này bên trong cũng có tiên đế. Có thể bồi dưỡng được tiên đế cường giả thư viện, cái này liền đủ để chứng minh, ứng thiên thư viện không đơn giản, bởi vậy, tòa này thư viện là vô số người nằm mộng cũng nhớ muốn đi vào thư viện. Mỗi một vị tới chỗ này học sinh đều giấu trong lòng đối tương lai ước ao và đối truyền kỳ hướng tới, khát vọng tại mảnh này thần thánh thổ địa bên trên đúc liền thuộc về mình huy hoàng. Thư viện cửa lớn là từ cổ lão tiên mộc điêu khắc thành, trên đó khắc đầy phù văn thần bí, tản ra ánh sáng yếu ớt. Tô Trần cùng U Nguyệt đi tới trước cửa, nhưng lại bị hai tên thư viện đệ tử ngăn lại. Đang lúc hai vị đệ tử nghĩ muốn lên tiếng hỏi thăm lúc, biểu lộ đột nhiên cứng đờ, bởi vì bọn hắn nhận ra U Nguyệt. Không dám do dự, hai vị thư viện đệ tử liền vội vàng hành lễ, cung kính nói: "U Nguyệt sư tỷ." U Nguyệt ánh mắt yên tĩnh, khẽ gật đầu, ngay sau đó đưa tay chỉ bên cạnh Tô Trần. Ta muốn dẫn hắn vào thư viện." Hai vị đệ tử mắt nhìn Tô Trần, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc cùng kinh ngạc bất quá, bọn hắn cũng không có cự tuyệt U Nguyệt yêu cầu, lúc này gật đầu, biểu thị đồng ý. U Nguyệt nói, "Cảm ơn." Cảm ơn xong, nàng liền dẫn Tô Trần đi vào thư viện cửa lớn. Hai vị thư viện đệ tử nhìn qua hai người, lâm vào trầm tư. Trong đó Tướng Mạo Thanh Tú đệ tử nói, "Nam tử này là ai?" Một vị khác thân mặc áo bào trắng đệ tử lắc đầu nói, "Không có ấn tượng, không biết." Tướng Mạo Thanh Tú đệ tử nói: "U Nguyệt sư tỷ sẽ không theo nam tử này trở thành đạo lữ à?" Áo bào trắng đệ tử nói: "Ta dựa vào, U Nguyệt sư tỷ thế nhưng là nữ thần của ta, ngươi có thể chớ có nói hưu nói vượn." Thanh Tú đệ tử nhìn về phía Áo bào trắng đệ tử, "Vậy sao ngươi giải thích, bình thường luôn luôn cao lạnh, theo không tiếp xúc khác phái U Nguyệt sư tỷ, lần này đột nhiên từ bên ngoài mang về một người nam nhân." Ngạch cái này. Áo bào trắng đệ tử muốn thay U Nguyệt giải thích, nhưng cũng không biết giải thích như thế nào sau cùng dứt khoát trầm mặc. Thanh tú đệ tử tiếp tục nói, ngươi nói nam tử này đến tụt cùng là người nào vậy? U Nguyệt Sư tỷ như thế nào coi trọng hắn? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn dáng dấp đẹp mắt? Áo bào trắng đệ tử gật đầu nói, khả năng thật đúng là nguyên nhân này, dù sao nam tử này, nói thật, dài đến ta đều đố kỵ. Thanh tú đệ tử cau mày nói, không thể à, U Nguyệt Sư tỷ không phải không ăn mặt sao? Áo bào trắng đệ tử nói, nếu như ngươi là nữ tử, ngươi sẽ sẽ không thích nam tử này. Thanh tú đệ tử lạnh lẽo, sau cùng lựa chọn trầm mặc. Áo bào trắng đệ tử cười khổ nói, giáng dấp đẹp trai, thật có thể muốn làm gì thì làm. Thanh tú đệ tử nói, nhưng ở thư viện, giáng dấp đẹp trai nhưng vô dụng, hắn đến có thực lực mới được. Nếu là không có thực lực, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị U Nguyệt sư tỷ những người theo đuổi kia đánh gần chết. Áo bào trắng đệ tử nghe vậy, thân thể toàn thân run lên, như thế lời nói thật, U Nguyệt sư tỷ người theo đuổi thật sự là nhiều lắm, trong đó không thiếu những cái kia thực lực đáng sợ các sư huynh, như nam tử này không có thực lực, vậy thật là có khả năng bị đánh liền thân mẹ cũng không nhận ra." Thanh tú đệ tử nói, không biết hắn có thể hay không chịu nổi. Áo bào trắng đệ tử nói, "Ta nhìn treo." Tô Trần cùng U Nguyệt đi vào cửa lớn, một đầu thanh thạch đường mòn uốn lượn hướng về phía trước, hai bên là tiên mộc che trời, cành lá um tùm. Tiên mộc ở giữa, kỳ dị chim chóc thỉnh thoảng bay qua, thanh thúy kêu to. Dương mắt nhìn lên, thư viện khu nhà to lớn hùng vĩ, liên miên bất tuyệt, dường như không có cuối cùng mái cong đấu cùng. Dương cột chạm trổ, từng tòa kiến trúc cổ xưa xen vào nhau tinh tế phân bố, biểu lộ ra nó ứng Thiên thư viện uy nghiêm cùng trang trọng. Tô Trần nhìn trước mắt thư viện, khóe miệng có chút dương lên, cười nói, vẫn rất hùng vĩ. Một bên U Nguyệt tự hào nói, đó là đương nhiên, ứng Thiên thư viện cũng không phải cái gì thế lực nhỏ, nơi này chính là bồi dưỡng được vô số cường giả, trong đó không thiếu có tiên đế cho nên mặt bài nhất định phải đủ tô trần gật một cái hắn nhớ đến tần an đã nói với hắn ứng thiên thư viện là nàng tự mình một người khai sáng không có dựa vào bất luận kẻ nào lúc ấy tô ngôn triệt muốn giúp nàng nhưng bị nàng cự tuyệt bởi vì tần an cảm thấy chỉ dựa vào chính mình mới có tính khiêu chiến như là dựa vào người khác cho dù là trượng phu của mình vậy cũng đem biến đến không có chút ý nghĩa nào lúc ấy nàng cũng chỉ là nhất thời hương khởi cho nên thư viện có thể hay không dựng lên đối nàng mà nói không quan trọng chỉ là làm nàng đều không nghĩ tới chính là chính mình thành lập thư viện, vậy mà có thể có thành tựu như thế này. Nói thật, thật sự có chút ngoài dự liệu của nàng. Nhưng cái này cũng không thể phủ nhận Tần An cố gắng, sáng tạo một tòa thế lực cũng không phải đùa giỡn. Trong đó tất nhiên sẽ kinh lịch rất nhiều khó khăn, cho nên trong lúc này, Tần An khẳng định thụ rất nhiều khổ. Nhưng những này khổ, Tần An vẫn chưa cùng Tô Trần nói, bởi vì nàng cảm thấy sự tình đã qua, không cần thiết lại để lên, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn không nghĩ lệnh Tô Trần đau lòng nàng mặc dù không nói nhưng tô trần sao lại không biết đâu nói thật nếu là hắn không dựa vào hệ thống muốn sáng tạo ra dạng này thư viện có thể nói rất khó thất bại khả năng chiếm tám thành cho nên tô trần không thể không thừa nhận mẹ ruột của mình thật rất lợi hại thế mà có thể sáng tạo xuất quy khuôn như thế hồng đại thư viện chỉ là hiện tại có người lại vọng tưởng cướp đoạt đây hết thảy tô trần ánh mắt ẩn ẩn lóe ra sát ý u nguyệt lúc này mở miệng nói hôm nay là ứng thiên thư viện chiêu thu đệ tử thời gian ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi xem nhìn. Tô Trần lấy lại tinh thần, gật đầu nói, được. Rất nhanh, U Nguyệt liền dẫn Tô Trần đi tới một tòa quảng trường khổng lồ bên ngoài. Tòa này quảng trường có phi thường rộng lớn không gian, mặt đất trải lấy chỉnh tề phiến đá, sạch sẽ gọn gàng. Mà tại trong sân rộng, đứng sừng sững lấy một tòa tinh mỹ tượng, pho tượng này là một vị phụ nhân. Dáng người của nàng yêu nhã mà đoan trang, có chút nâng lên đầu, biểu lộ ra ra một loại tự tin cùng thong dong. Nhìn qua pho tượng này, Tô Trần hơi sững sờ, bởi vì pho tượng này chủ nhân nàng nhận biết chính là nàng mẫu thân, Tần An. U Nguyệt đột nhiên nói, "Đây là ta sư tôn tượng." Trong lúc vừa nói mang theo tôn kính cùng sùng bái. Tô Trần gật một cái, đúng là cái không tầm thường người. U Nguyệt cười nói, "Đúng không, ta cũng cảm thấy sư tôn rất đáng gờm, ta vẫn luôn rất tôn kính nàng." Cùng lúc đó, tại tượng phía dưới, giờ phút này chính tụ tập một đám thiếu nam thiếu nữ, mà tại bọn họ phía trước nhất, đứng đấy một vị lão giả lão giả người mặc một bộ tố bào, tuy có chút cũ kỹ, lại sạch sẽ vừa vặn. Tuế Nguyệt tại trên mặt hắn khắc xuống thật sâu nếp nhăn, tóc đã hoa râm, lại không giảm chút nào khí chất của hắn. Sở hữu thiếu nam thiếu nữ tất cả đều thần sắc cung kính nhìn qua lão giả, trong mắt mang theo chờ mong cùng hưng phấn, còn có tâm thần bất định. Bởi vì lập tức, bọn hắn liền có thể biết được chính mình có thể hay không lưu tại Ứng Thiên thư viện. Tô Trần ánh mắt nhìn lướt qua thiếu nam thiếu nữ, đột nhiên, Ánh mắt của hắn đứng tại một vị trên người thiếu niên. Thiếu niên khuôn mặt hình dáng rõ ràng, một đôi sáng ngời mắt kiếm, mang theo nhuệ khí, tóc dài đen nhánh, theo gió nhẹ chập chờn. Tô Trần nhìn lấy thiếu niên, trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười, nhưng vẫn chưa ngôn ngữ. Lúc này, trong đám người có người đột nhiên đối với lão giả nói ra, "Hứa trưởng lão, ngài nhanh công bố khảo hạch kết quả đi, ta thật đã đợi không kịp." Vị kia Hứa trưởng lão mắt nhìn nói chuyện người kia, hai mắt có chút nheo lại, trong mắt lóe ra hàn quang ta nhờ ngươi nói chuyện sao? Người kia sắc mặt trắng nhợt, nhịn không được lùi lại một bước, giọng run run nói. Đúng, thật xin lỗi. Hừ, hứa trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau đó nói. Nếu có lần sau nữa, tự gánh lấy hậu quả. Người kia run rẩy gật gật đầu, biết rõ. Biết, hứa trưởng lão thu hồi ánh mắt, sau đó bắt đầu công bố khảo hạch kết quả, vương chữ, thông qua khảo hạch. Lời vừa nói ra giữa sân thiếu nam thiếu nữ cùng nhau nhìn về phía một tên thiếu niên. Gã thiếu niên này người mặc một bộ đỉnh cấp Tơ Lụa chế thành trường bào, bên hông thắt một đầu khảm nạm lấy thần bí bảo thạch đai lưng. Cả người nhìn lấy phi thường cao quý, xem xét cũng không phải là người bình thường. Mà cái này thiếu niên chính là Khảo Hạch thông qua Vương chữ. Cảm thụ được ánh mắt của mọi người, Vương chữ khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười, trong mắt mang theo ngạo khí. Có thể lúc này, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt rơi lúc trước vị thiếu niên kia trên thân, âm thanh lạnh lùng nói: "Lâm Phàm, dám cùng ta đối nghịch?" Ta sẽ để ngươi hối hận." Nói xong, hắn vừa nhìn về phía vị kia Hứa trưởng lão. Hứa trưởng lão giống như có cảm giác, quay đầu mắt nhìn Vương chữ. Hai người phảng phất là đang dùng ánh mắt trao đổi cái gì. Hứa trưởng lão thu hồi ánh mắt, sau đó mở miệng nói, "Hồ Cảnh khảo hạch không thông qua." Nghe vậy, trong đám người vị kia tên là Hồ Cảnh thiếu niên, nhất thời như bị sét đánh, trên mặt nhợt nhạt, hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Mọi người thấy tình cảnh này, toàn cũng nhịn không được lắc đầu, đồng thời bọn hắn cũng biến thành càng căng thẳng hơn. Sau một nén nhang, khảo hạch kết quả cơ hồ đã đến khâu cuối cùng. Trong đó có 9 thành người đều chưa thông qua khảo hạch, chỉ có một thành thông qua được khảo hạch, có thể thấy được cái này tỷ lệ đào thải là đến cỡ nào cao. Những cái kia không có thông qua khảo hạch người, trong mắt tràn đầy thất lạc cùng uể oải, dường như thế giới tại thời khắc này đã mất đi sắc thái. Mà những cái kia thông qua khảo hạch người thì là mang trên mặt nụ cười sán lạn, toàn đều vô cùng hưng phấn cùng kích động. Lúc này, Hứa Trưởng lão ánh mắt nhìn về phía vị cuối cùng còn không có công bố khảo hạch kết quả thiếu niên, ngay sau đó nói, "Lâm Phàm, khảo hạch không thông qua." Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người đều là sững sờ, trong mắt mang theo nghi hoặc cùng kinh ngạc. Vương chữ khóe miệng thì lộ ra một tia cười lạnh. "Ta không phục." Trong đám người Lâm Phàm đột nhiên cả giận nói, "Trước đó khảo hạch, ta rõ ràng biểu hiện được đều rất tốt, vì cái gì không thông qua?" Mọi người khẽ gật đầu, bọn hắn cũng cho rằng Lâm Phàm hẳn là thông qua khảo hạch bởi vì lúc trước khảo hạch khảo thí bên trong lâm phàm biểu hiện được so với bọn hắn tất cả mọi người tốt theo lý thuyết thông qua khảo hạch là chuyện ván đã đóng thuyền có thể kết quả lại ngoài tất cả mọi người dự kiến hứa trưởng lão ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lâm phàm làm sao ngươi đang chất vấn chúng ta ứng thiên thư viện khảo hạch kết quả ở chỗ này hứa trưởng lão dùng ứng thiên thư viện tới áp mục đích rõ ràng phải biết ứng thiên thư viện là một tòa gánh chịu lấy vô số vinh diệu cùng lịch sử học phủ danh tiếng kia như sấm bên tai hứa trưởng lão cử động lần này chính là muốn mượn ứng thiên thư viện uy vọng đến trấn nhiếp lâm phàm làm cho đối phương minh bạch thư viện quyết định cũng là quyền uy không cho phép hắn nghi vấn lâm phàm sắc mặt khó coi hai tay nắm chặt thành quyền trong mắt mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ hứa trưởng lão con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lâm phàm phảng phất là đang chờ đợi hắn khuất phục lúc này lâm phàm dường như minh bạch cái gì đột nhiên nhìn về phía vương chữ âm thanh lạnh lùng nói là bởi vì ngươi đi Vương chữ biểu hiện rất kinh ngạc, Lâm Phàm, ngươi muốn không nhìn ngươi đang nói cái gì? Cái gì gọi là bởi vì ta, chẳng lẽ lại ta còn có thể quyết định khảo hạch kết quả? Mọi người thấy đây hết thảy, ánh mắt lóe ra tinh quang. Bọn hắn giống như biết chuyện nhân quả, có thể mặc dù bọn họ biết rõ, nhưng cũng không có người đi ra thay Lâm Phàm làm sáng tỏ. Cái này cũng là bình thường, dù sao như nếu bọn họ dám đứng ra làm sáng tỏ, tất nhiên sẽ đắc tội vương chữ cùng hứa trưởng lão đến lúc đó hậu quả cũng không phải bọn hắn có thể chịu đựng nổi. Làm càn. Hứa trưởng lão đột nhiên tức giận, tiên hoàng cảnh đáng sợ khí tức tràn ngập ra trong nháy mắt liền đem Lâm Phàm bao phủ. Lâm Phàm sắc mặt biến đổi lớn, gầm thét một tiếng muốn ngăn cản, nhưng bây giờ hắn sao có thể là hứa trưởng lão đối thủ. Tại chỗ liền bị trấn áp trên mặt đất. Cảm thụ được hứa trưởng lão trên người phát ra dư uy, tất cả mọi người hít sâu một hơi, trong mắt mang theo sợ hãi thật sâu. Nơi xa, Tô Trần nhìn lấy tình cảnh này, thân xác ngược lại là lộ ra cực kỳ bình tĩnh nhưng hai con mắt lại lóe ra hàn ý nhiệt độ chung quanh cũng tại một chút xíu hạ xuống